Rồi em gái năm nay nhiêu tuổi rồi? 18. 8 tuổi hả? 18. À 18. À, anh bị lẳng lãng tay chút xíu, nói lớn lên. Chị cho em hỏi câu bên lời được không? Được không chị? Về đi. Hỏi đi hả? Nhìn em sao? À, ok. À, đứa nhỏ này cho anh hỏi câu bên đường được không? Anh sao? Đẹp trai? Đẹp trai mà. Tấm thân bé nhỏ xin chào cả nhà mình. Chào mừng cô chú anh chị mình đã quay trở lại với video tiếp theo của Bắp nha. Hôm nay lại tiếp tục đi lên trên cái vùng núi để chia sẻ yêu thương với bà con nghèo. Bắp cũng mới tìm hiểu được một hoàn cảnh cũng rất là xót xa cả nhà. Gia đình họ thì không có nhà cửa ở dưới làng. Họ sống biệt lập ở trên núi mấy chục năm trời luôn. Che tạm một cái căn chòi che tồi tàn rách nát để ở. Rất là thương luôn cả nhà mình. Giờ bắp mời cô chú anh chị mình vào bên trong để mình tìm hiểu cái hoàn cảnh và xem người đồng bào rắc lây họ sống trên này như thế nào nha. Bắp mời cả nhà mình. Ở khu vực đây thì bắp có thấy một chòm chòi tre luôn cả nhà. Những căn chòi này thì bắp đã tìm hiểu rồi. Bà con lên trên này ban ngày để đi làm rẫy, còn chiều họ lại xuống dưới làng. Tại vì là gia đình họ có nhà cửa ở dưới làng. Còn cái hoàn cảnh bắp đang đưa cô chú anh chị mình đến thăm là họ không có đất đai nhà cửa ở dưới làng. Họ sống ở trên này luôn cả nhà. Cuộc sống của bà con người đồng bào rắc lây ở trên cái vùng núi này rất là khó khăn luôn cả nhà mình. Công ăn việc làm thì không có. Bắp ra ngồi kia để quay cái khung cảnh rừng núi cho cô chú anh chị mình xem. Đi vào trong này thì xe máy có thể vào tới chỗ luôn cả nhà. Hôm nay mấy anh em bắp không có đi lên ở trên núi cao. Bên đây bắp thấy bà con trồng mì nè. Ồ, cái cây mì ở khu vực này đây á, bắp thấy rất là tươi tốt. Gia đình họ ở trong kia cả nhà. Cả nhà mình nhìn xem kìa, cái tổ ấm của họ nhìn thấy thương chưa cả nhà? Nhìn sao giống tổ chim quá cả nhà. Ở bên đây thì bắp thấy có một cậu em trai đang sạc cỏ mì. Nhìn em cũng còn rất là trẻ cả nhà. Anh chào em trai, hello. Em đang sạc cỏ mì hả? Dạ. Cho anh làm quen anh chàng đẹp trai xíu nha. Dạ. Cho anh biết quý danh của em được không? Em tên gì vậy? Em tên Sắn. Tên Sắn hả? Dạ. Tên Sắn sao không trồng sắn mà trồng cây mì? Hả? Em nhiêu tuổi rồi? 19 ạ. 19 tuổi hả? Dạ. Có vợ chưa? Chưa. Nhà em ở đâu? Dạ, nhà em ở đây. Nhà em đó luôn hả? Dạ. À. Nhìn dáng vóc của em cũng nhỏ nhỏ con như bắp cả nhà. Được coi thử thằng nào cao hơn. Thằng nào cao hơn anh Thở? Hả? Hai thằng ngang. Ngang ngang hả? Trời, to bự không quan trọng hả? Vẻ bề ngoài quan trọng đến thế sao? Đúng không? Ôi cơ bắp không có nha. Này con mèo luôn chứ không phải chuột nữa hả? Nhỏ xíu. Nhỏ xíu hả? Nhỏ xíu mà khỏe mạnh là được rồi hả? Ồ, cái mì nhà em trồng được bao nhiêu năm tháng rồi? 2 tháng. Được 2 tháng hả? Dạ. Tầm cỡ mấy tháng nữa là mình thu hoạch được? Tháng 10, tháng 9 sao? Tháng 10, tháng 9 cũng sắp tới rồi hả? Ừ. Là nguyên hết cái đám này là đám mì nhà mình luôn hả? Ủa, kiểu này giàu to luôn rồi. Bán nhiều tiền đúng không? Lúa. Một ký khoai mì là mình bán cho họ là nhiêu ký? Em biết không? Người ta bán cho người dân, mình cứ lọc cổ thôi. Ủa? Dạ. Đây là vườn này, đồn vườn của em đâu. Ủa vậy hả? Dạ. Không phải nhà mình hả? Không, vườn người ta. Họ thuê mình làm cỏ hả? Dạ. À. Họ thuê em đi lọc cỏ.
Ngày họ trả nhiêu? Đâu, người ở nhà không rồi. Mà anh em không ở nhà. Anh em giúp nhau hả? Rồi làm con nè. Anh em giúp nhau. À, giúp qua giúp lại vậy hả? Dạ. À. Rồi rẫy nhà mình ở đâu? Dạ. Rẫy nhà mình ở đâu đâu? Đấy, rẫy của em này. Bên kia hả? Ở nhà. Hả? Nhà. Không, ý anh hỏi là nhà em có rẫy nương trồng bì trồng bắp gì không? Không. Không hả? Ủa sao tốt dữ ta? Đi làm không vậy hả? Ừ. Người ta có cho cơm gạo ăn không? Có. Hả? Có. Có hả? Dạ. Sao anh thấy vô lý chứ ta? Nhưng nghĩ lại thực ra nó cũng hợp lý. Này là tình cảm đúng không? Giúp qua giúp lại đúng không? Dạ. À, thương nhau là ở chỗ đó đúng không? Ừ. Một ngày sạc được mấy luống? Một ngày có một luống à, hàng dài. Vậy hả? Cái này là mình thích là mình làm. Dạ. Mệt thì mình nghỉ đúng không? Chứ làm giùm mà đâu có ai ép đúng không? Dạ. Ừ. Mất tay thì mình nghỉ xíu. Ừ. Sao làm ngoài nắng không đội nón lên em? Này cho cái nón đội nè. Đội anh khổ đội luôn. Ủa cho giỡn lấy thiệt luôn cả nhà. Đúng là thật thà luôn cả nhà. Thôi được rồi, đổi nha, đổi xíu cho anh xin lại nó nha. Rồi. Còn thích thì anh tặng cũng được ha. À, nhà em ở bên trong kia đúng không? Dạ. À, anh vô anh thăm nhà em chút xíu nha, em làm việc ấy ha. Dạ. Rồi cảm ơn em rất là nhiều. Đi vô bên trong thôi cả nhà. Để cho thằng nhỏ nó làm việc. Cả nhà mình nhìn xem căn chòi của họ nè, thấy thương chưa cả nhà? Nó sập sệ mà nó bị nghiêng vào một bên rồi. Bắp nghĩ ở cũng chắc là lâu rồi. Trên cái mái nhà thì che tạm những cái tấm bạc. Lúc trước là họ dùng cái lá dầu rồi sao á. Chắc có lẽ là mưa dột quá. Họ có tiền, họ mua bạc. Mà bạc cũng mục hết trơn rồi cả nhà. Bên trong căn nhà thì cũng rất là thương. Không gian có chút xíu à. Họ dùng ánh sáng bằng cái điện bình nhỏ nhỏ gì cả nhà. Hello, chào chị. Chào hai đồng chí nha. Dạ, chào em. Hai đồng chí dạo này khỏe không? Dạ. À, cho em vô nhà mình làm quen gia đình mình chút xíu nha. Dạ. Dạ. Chị đừng có ngại nha. Dạ. Ủa, này là hai chị em hả? Không, con đầu nhất. À, con gái đầu của chị. Dạ. Ủa, làm đứa nhỏ này có chồng rồi hả? Dạ. À. Rồi em gái năm nay nhiêu tuổi rồi? 18. 8 tuổi hả? 18. À 18. À, anh bị lặng lãng tay chút xíu, nói lớn lên. Là mới sinh em bé hả? Dạ, được 3 tháng rồi. À. Ờ, dễ thương ha. À, mặt cưng ha. Hai má nọng nè. Mới nựng má nó cái nó méo là nó muốn khóc cả nhà. Thương cho cả nhà. À. Mẹ thương Su nha. Ủa, còn bé nhỏ kia? Của chị. Là con của chị? Dạ, bốn đứa. Cô đã được tuổi chưa? 10 tháng. À. Cho em hỏi là chị nhiêu tuổi rồi? 40. 40 hả? Dạ, sinh năm tháng 4 mà, 40. Dạ. Cái này là cháu. À, em hiểu rồi. À, chị cho em hỏi câu bên lời được không? Được không chị? Về đi. Hỏi đi hả? Nhìn em sao? Hả? Nhìn em sao, đẹp trai không? Đẹp trai chứ. Đẹp trai.
chị? Làm sao chị, nhìn em sao? Làm sao? Em đẹp trai mà. À đẹp trai, ok. À, đứa nhỏ này cho anh hỏi câu bên đường được không? Anh sao, đẹp trai? Đẹp trai mà. Rồi, cảm ơn hai mẹ con nhiều nha. Dạ. À, chủ yếu là em lên trên này em hỏi câu này thôi á. Thì bây giờ em biết cái câu trả lời rồi. Vậy em xin phép hai mẹ con chị em về nha. Bye bye nha, cảm ơn nhiều nha. Giỡn cả nha. Có khi nào nghe em nói vậy có kêu em khùng khùng không? Đâu. Hả? Đó. Mà thì giỡn là biết à. Vậy hả? Ừ. Sao kêu đi giờ mặt đổi sắc màu la vậy? Đâu. Địt là ha, là cốt là rất xinh đẹp ở hè. Chị tổng cộng là có mấy đứa con? Dạ, bốn đứa. Bốn đứa. Dạ. Đứa nhỏ này là đầu nè. Dạ. Đứa này đứa thứ hai nè. Đứa tư. Thì ý em nói là ở đây là hai đứa rồi. Dạ. À, còn hai đứa nữa đâu? Hai đứa bên kia kìa. Hai trai bên kia. À. Dạ. Hồi nãy em có thấy một bé trai. Một đứa trẻ lớn, một trẻ 3 tuổi, một đứa 13 tuổi. Còn anh chàng cút cỏ? Cút cỏ là con rể. Con rể? Dạ. Chồng của con nè. Là chồng của bé nhỏ này? Dạ. Ủa sao nãy em ra em hỏi nó có vợ chưa, nó kêu chưa? Có rồi mà, 19 tuổi là vợ. Ủa vậy thằng đó nó xạo rồi. Ai biết được. Nó ngại hả? Coi chừng đó nha. Nó nói chỉ có vợ là mình phải để ý á. Để xíu nó vô đây anh tính sổ nó. Mà chắc chắn là 18 tuổi không? Sao nhìn mặt non chẹt thế vậy? Hai người. Vậy hả? À, nhìn như 14 tuổi à? Ai không nói vậy hả? Ê. Được mấy tháng rồi? 3 tháng. Mới 3 tháng rồi hả? Ừ. Có phải là gia đình mình ở trên này? Dạ. Chiều mình xuống dưới làng đúng không? Không. Đâu, chiều ngủ trên này luôn mà. Ở đây luôn mà. Đâu có nhà đâu về làng. Không có nhà cửa ở dưới hả? Dạ. Có đất không. Ở dưới không? Không. Không có đất luôn. Dạ. Ủa sao kỳ vậy ta? Anh thấy đa số người đồng bào mình đó, ai cũng có đất ở dưới làng mà. Thì hồi xưa thì ở ba mẹ có cò có cá rồi ở riêng. Dạ. Dạ. Mẹ bọn con mới chuyển qua đây ở. Vậy hả? Ừ. Chuyển qua đây từ con từ nhỏ đến lớn giờ. Con được 18 tuổi, được mấy năm rồi đó. Ừ. Chứ ngày xưa ba mẹ của chị không có đất đai nhà cửa dưới làng luôn. Thì năm qua bữa đó là có ba mẹ nhà, có nhà đèn canh cơ. Dạ. Gà cò cá ớn là hay nhiều người quá. Thì còn ba mẹ nói là các con ở riêng đi, nhiều người nên dễ. Cứ còn thì chị ở riêng. Dạ. Dạ, ở riêng đâu có nhà cửa đâu. Nhà tre này, nhà dục hết nè, đâu có nhà đâu mà ở. Dạ. Vậy là gia đình mình không có nhà ở dưới làng. Dạ. Mình sống ở trên này mười mấy 20 năm rồi. Lâu rồi. Dạ. Mình chỉ có đất rẫy thôi, đất trên núi thôi. Dạ. Không có đất ở dưới bằng không có. Nên nước đâu có khác đâu. Cứ dạ. Mình đâu. Mình sao biết khóc như vậy? Đi biết vậy. Đâu có khóc. Ủa anh đâu chị? Chồng chị á? Chồng đi làm. Chồng chị đi làm rồi. Dạ. Chồng chị đi làm cái công việc gì vậy? Trồng cây ớt. Trồng cây ớt. Dạ. Người ta thuê mình đi làm á hả? Dạ. À đi làm công đúng không? Dạ. Ngày được nhiều tiền không? Ngày có 120 à. 120 hả? 120 á. 120. Dạ. Ăn dạ. Đẻ. Sao em thấy đồng lương ở cái khu vực này người ta thuê rẻ như vậy? Ê, biết ở chỗ khác
bèo lắm cũng 150, 170. Xuống chùa thì giá cao, xuống chùa thì giá hơi thấp, làm đại. Làm ngày 120 à? Mà đâu có đưa đâu. Ngoài nắng, ngoài nôi. Rồi người ta có bao cơm cho mình không? Không, làm ăn cùng à? Của mình không à? À, đem cơm theo đúng không? Dạ. Chiều về luôn, xa quá. Dạ. Mà công việc lúc nào cũng có, nó ổn định không? Hay là lâu lâu người ta mới kêu một lần? Lâu thì kêu một lần. Thì xuống người ta thì làm tháng này khác, mình làm ngày. Lâu làm cơ 4-5 ngày hết việc. Dạ. Dạ. Những lúc á mà không có công việc làm người ta kêu á thì ở nhà mình làm công việc gì để mình kiếm tiền mình sống? Thì làm trong bắp đài thì làm cỏ mì này, ở mì bữa này mưa nắng này hiêu hết đó còn nữa. Dạ. Nhà mình trong bắp nhiều không chị? Đó. Cái rẫy kia hả? Còn cái rẫy mì kia là của người ta hay là của nhà mình? Người ta. Của người ta hả? Dạ. Của mình chỉ có 2-3 sào thôi mấy. Vậy hả? 2-3 sào nhiều rồi. Đâu, xíu. Xíu nào xíu. 2-3 sào là sướng rồi đó. Chứ nhà anh có sào nào đâu. Dạ. Phải hả? Anh chàng này là con trai chị luôn. Dạ. Hồi nãy giờ đi đâu chơi con? Hỏi con trai. Sẽ đưa rồi chờ. À, đi chơi bên kia. Con năm nay nhiêu tuổi rồi? 8 tuổi. Có đi học không? Không. Không hả? Tao cũng hiền ngầm. Ba mẹ không cho đi học hay sao? Đi ba mẹ không cho đi hả? Ủa chị không cho bé nó đi học hả chị? Lúc xưa là nó có 6 tuổi. Nó khóc miếc. Không cho đi luôn. Không cho đi nữa. Vừa khóc vừa vấn cù nữa. Vấn ai? Vấn cù á. Vấn cô giáo luôn hả? Dạ. Ôi ôi. Sao vậy con? Tức quá, khoe đi học luôn đi. Ở nhà. Ổn chưa? Vậy là ổn quá. Không được phép, nghe chưa? Vân cu qua nó kêu cái tóc cu nó kêu cu xong ngã luôn. Rồi tính cho bé nó mừng chữ luôn hả? Mớ luôn đi, khoai. Lên lên thì có bò đi chăng bò luôn, xương. À đợi em chút xíu nha, em lấy ít bánh cho mấy đứa nhỏ nó ăn nha. Kìa. Đây, chú có bánh cho con nè. Con trai đừng khóc nó nha. Đó. Này cho con nè. Lấy đi. Lấy bánh đi. Nè, cho con bánh nè. Rồi con lấy cho em luôn nha. Này cho con. Lấy đi. Nó sợ. Chị đưa cho bé đi. Nó sợ. Đó. Rồi con trai này con. Về ăn bánh đi con. Nha. Tao cút. Cho con nha. Cầm đi. Bánh ăn dài. Có bánh ngậm liếm liếm đỡ buồn ha. Khỏi khóc. Bơ tè. Thơm ở chỗ sài. Cả. À bé nhỏ này là chuẩn bị bữa cơm chiều đúng không? Dạ cơm chín rồi. Còn canh nữa. À nấu cơm rồi. Dạ. Giờ nấu canh nữa thôi đúng không? Dạ. Hôm nay nhà mình ăn cơm với lại món gì đây? Món canh đó, canh đậu. Đậu đũa hả? Dạ. Đậu đũa hay là đậu đỏ ta? Đậu đen á. À, đậu đen hả? Dạ. Mình thấy cái lá. Hai cái lá ăn nó hay ngon ngon chút. Rồi nấu canh ăn cơm thôi. Dạ. Dạ. Có thịt cá gì ăn không chị? Không. Không hả? Dạ. Đâu có cá đâu, đâu có tiền đâu mà mua cá ăn. Ủa thương như vậy. Ngày nào mình cũng ăn cơm như vậy hết trơn á hả? Dạ, thì ăn mấy kia đậu đen thì mình ăn lá đũa nè, ăn lá mì nè. Dạ. Vậy thôi. Mình cô... không có tiền mua thịt cá để ăn. Dạ. Thương ha. Nước nôi sinh hoạt này kia uống á, mình lấy cái nguồn nước từ đâu về mình xài? Nước dưới hồ này nè. Dạ. Như suy này nè,
thì suối nè. Dạ, suối nó nước nhiều không? Thì mưa thì có nước, thì mùa nắng thì khô nước. Dạ. Rồi vô cái mùa nắng nó khô hết nước, lấy nước ở đâu xài? Thì múc nước hồ á. Hồ ở đâu? Ở bên kia nè, gần tuyến nước này nè. Vậy hả? Dạ. Thương ha. Căn chòi này là ai ở? Dạ con á. À, con đỡ nhất á. Hai vợ chồng của con gái đầu của chị đúng không? Dạ. Còn vợ chồng anh chị thì ở bên căn chòi kia hả? Dạ, ở đệ, đâu có nhà đâu mà ở nữa, ở đệ. Mấy cái căn chòi ở bên kia á là bà con hàng xóm mình hả? Dạ. Có dòng họ gì không? Không. Không dòng họ hả? Dạ, rồi người ta đi đề. Rồi người ta đó. Dạ. Phải rễ của mình đâu, rễ của chị đâu. À vậy hả? Dạ. Là ban ngày họ ở tạm thời ở trên này, buổi chiều họ xuống làng đúng không? Dạ. Dạ. Tối là chỉ có gia đình chị ở trên này thôi. Dạ. Buồn không? Buồn sao nữa, đâu có biết. Ở đây. Ở đại hả? Nhà đông mà có gì đâu mà buồn. Có con, có cá thì đỡ. Cũng vui hả chị ha? Dạ. Dạ. Dùng ánh sáng bằng những cái đèn pin nho nhỏ đúng không? Dạ. Mưa lớn á thì căn chòi của mình có bị dột bên trong không? Không thì có tiền thì mưa trong bạc đó mình lập lại. Dạ. Cái bếp lửa nấu ăn thì gia đình đặt ở dưới đây luôn. Dạ. Những lúc mà trời mưa á thì dạ, mình nấu được. Dạ. Chứ mình nấu ngồi trời mưa xuống nấu không được đúng không? Dạ. Bây giờ là vô thời điểm tháng mưa cả nhà. Hai nước xuân hả? Cho em ra em thăm cái đám bắp nhà chị một xíu nha. Dạ. Sao thấy bắp héo queo hết vậy? Mùa nắng đó nó hiểu hết à. Hiểu hả? Dạ. Thôi bây giờ tôi cái cây dựa. Mấy cái trái bắp này nó khô hết rồi cả nhà. Mẹ mình mẹ à? Mẹ kêu ạ. Cái này còn non. À cái này nó già rồi cả nha. Tại nó nhìn nó cọp vậy. Trời ơi trời. Cha mẹ. Bắp đã ăn bắp đó của người đồng bào trồng rồi cả nha. Rất là ngon. Đã ăn à. Ngọt lắm. Không có thuốc men gì hết á. Nhà mình có nuôi gà hả? Gà đó bị dịch hết rồi. Dạ. Có nuôi heo nuôi bò gì không? Đâu có bò đâu mà nuôi. Vậy hả? Bula. Vợ chồng con cái là mình ở riêng nhưng mà mình ăn chung hết hay sao? Dạ. À, nói chung cả gia đình ăn. Dạ. Nhà mình còn gạo nhiêu không chị? Gà đâu còn ít à. Trong kia thấy 2 bao kìa. Đó, bà có 5 ký thì bà 2 ký gì đó. À. Bà màu xanh đó. Bà gà nhà nước hỗ trợ rồi đó. Dạ. 5 ký gì gà bà nhỏ đó mấy ký chứ ai biết đâu. Dạ. Dạ. Khổ ha. Dạ. Anh chàng đẹp trai, sao hồi nãy nói xạo? Hả? Hồi nãy nói giỡn hả? Tôi không thích giỡn vậy đâu nha. Có vợ mà một con rồi kêu chưa có vợ. Tính kiếm thêm vợ nữa hay gì? Nãy giờ đi vòng vòng em quên.
cô chú có tặng cho gia đình mình là 1 kg thịt heo. Dạ. Với lại 1 ít rau củ quả. Dạ. Để chiều nay gia đình mình nấu cái món gì ngon ngon. Dạ. Gia đình mình chung gia đình ăn. Dạ. Ăn bữa cơm ngon nha. Dạ, cảm ơn. Dạ. Cảm ơn hai em. Vui không? Dạ, cảm ơn vui. Đẹp không? Đẹp. Rồi, ok. Hai mẹ con rửa thịt này, nấu nướng gì ha? Dạ. Vừa bồng con, vừa xách nước hả? Dạ. Đó, thấy thịt heo ngon không? Dạ, ngon. Thường là người đồng bào mình làm cái món thịt heo này như thế nào? Mình kho hay là sao? Mình bỏ muối, bỏ bông ngọt ăn. Mình kho ra xong rồi chín rồi mình ăn. À vậy hả? Ừ. Đơn giản thôi đúng không? Dạ. Nấu như là chín ăn là được rồi. Mình là chín thì ăn thì được rồi. Dạ. Còn lông hả? Đây. Người ta cạo chưa sạch đó nha. Ở trên này á, gia đình mình bao nhiêu lâu mình mới có tiền mình mua thịt cá ăn một lần vậy chị gái? Thì theo thì có tiền thì mua thịt ăn, mua cá ăn. Thì đâu có tiền thì mua căn ăn bậy bạ. Căn mua rau thì mấy chục ngàn thì mua rau ăn. Vậy hả? Dạ. Mỗi lần mua được 1 ký vậy không? Ừ. 2-3 bối. Hả? 2-3 bối ăn 8. Ăn rau thì có. Mà ăn thịt trên này không có đâu. Ở trên này người đồng bào mình thích cá khô không? Có thì có tiền thì mua cá khô, đâu có tiền thì nhịn. Không có nhịn chứ biết sao giờ. Được tiền đâu mà mua. Dạ. Yeah. Anh chồng của chị thì có biết nhậu nhẹt gì không? Thì lo cũng hoặc 1 tháng thì bạn bè nó lên thì nhớ 1 lần. À. Yeah. Thì bạn bè cũng lên thì cũng có. Cũng thỉnh thoảng nhậu rồi đúng không? Dạ. Yeah. Đây em có mua khổ qua này. Khổ qua này đắng lắm á, ăn được không? Được mà. Được hả? Dạ. Gia đình mình biết ăn lá đu đủ không ta? Biết chưa? Biết chưa? Biết hả? Dạ. Thì em thấy nhà mình đâu có trồng cây đu đủ nào đâu. Đây kia. Dạ. Thì đây chỗ cái tre em chứ kìa. À vậy hả? Trồng dưới con suối hả? Dạ. Chỗ ướt mình trồng. Khổ qua này đâu có đắng bằng đu đủ đúng không? Dạ. Ừ. Ông nói nè. Tiếng xe bà. Ừ? Nên nghe tiếng xe bà. Sao không dùng cái con dao á? Nhà mình không có dao hả? Có, để em đi. À, lấy dao mình rọc cho nó nhanh chứ. Dạ lắm mẹ. Tết tục. À, anh hả? Bà. Chiều nay ăn hết cái thịt này không? Ừ, ăn xong đấy. Hả? Ăn hết rồi nữa. Để dành ngày mai nữa. À, để dành ngày mai. Mình kho mặn mặn để ngày mai mình hâm lại ăn luôn ha. Thịt quá trời thịt luôn ha. Hôm nay á là em xin cô chú anh chị Mạnh Thường Quân tặng ánh sáng cho gia đình mình. Là tặng cho gia đình mình 1 cái đèn năng lượng mặt trời mình xài. Dạ. Miễn phí. Dạ. Cảm nhưng ơn. Mà em chỉ đem có 1 cái đèn thôi. Dạ. Bây giờ là anh chị thì cũng ở riêng mà con. Dạ. Gái đầu của chị thì có chồng cũng ở riêng. Dạ. 2 căn chòi. Dạ. Có 1 cái đèn sao tặng ta? Thì tặng các con luôn, tặng cho con luôn. À. Dạ. Là hy sinh tặng cho con hả? Dạ. Người mẹ vĩ đại. Tuyệt vời. Dạ, ta để lần sau có dịp á thì em xin cô chú á đèn
Dạ. Tặng riêng cho hai vợ chồng của chị nha. Dạ. Dạ. Đâu rồi? Chị có biết cái đèn năng lượng mặt trời không? Không biết hả? Cái đèn này là dùng ánh nắng mặt trời. Ban ngày có nắng và ban đêm mình có điện, mình xài miễn phí, không cần phải đem xuống làng mua binh sạc điện gì hết trơn á. Rồi. Rồi bây giờ em sẽ bắt cái đèn cho gia đình mình ha. Dạ. Anh đã bắt xong cái đèn năng lượng mặt trời cho gia đình em rồi ha. Bây giờ anh sẽ hướng dẫn cho em cách sử dụng cái đèn này như thế nào ha. Trước khi hướng dẫn thì anh sẽ cài chế độ tự động. Cài chế độ tự động như thế này thì cứ 6 giờ tối nó tự sáng, 6 giờ sáng nó tự tắt. Ban đêm sáng quá khó ngủ á, đem cái đèn ra ngoài kia nhúng nước luôn. Cười. Có làm vậy không? Không. Không hả? Chập chơi nha. Để anh cài chế độ tự động cái đã. Đó. Rồi, đây là cái bộ điều khiển. Ha. Cài chế độ tự động là mình không cần bấm nha. Không cần xài đầu mốt. Còn cái bộ điều khiển này á, nút mở là nút này nha. Dạ. Nút tắt là nút này. Em chỉ cần biết hai nút này thôi. Mấy nút này mình không cần quan tâm ha. Dạ. Nhớ chưa? Nhớ rồi. Rồi hết pin á. Cái chỗ này là lắp pin nè. Hết pin thì mình đem cái đầu mốt này xuống tiệm tạp hóa, mình mua hai trái pin tiểu. Lắp vô xài. Không biết lắp á thì điện thoại cho anh lên lắp cho. Nói giỡn á chứ kêu mấy cái người ở tạp hóa người ta lắp cho ha. Mà em biết lắp mà đúng không? Biết. Biết đúng không? Rồi ok, bây giờ em thao tác bấm thử giùm anh đi. Bấm cho nhớ nha. Rồi mở đâu? Đó. Thấy cái đèn sáng lung linh không? Hả? Có. Sáng bằng ông Trăng không? Ừ, ông Trăng lớn quá à. Ông Trăng lớn quá hả? Rồi bây giờ em tắt giùm anh đi. Đó, cái đèn này xài miễn phí nha. Dạ. Ban đêm mình xài tới sáng luôn. Dạ. Tới sáng mới hết pin. Mà chưa chắc hết luôn á, tới sáng là tự tắt rồi. Hả? Rất là tiện ích luôn. Đây là cái món quà của chị Hồng Thắm ở bên Cali, bên Mỹ á. Dạ. Hỗ trợ và dành tặng cho gia đình em. Em gửi đôi lời cảm ơn đến chị Hồng Thắm cho chị vui nha. Dạ. Thay mặt gia đình cảm ơn chị Hồng Thắm đi. Em thay mặt gia đình cảm ơn chị Hồng Thắm đã tặng năng lượng cho gia đình em. Em cảm ơn chị Hồng Thắm. Để sao nữa? Em chúc chị Hồng Thắm nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Cảm ơn em rất là nhiều. Rồi gia đình mình vui đúng không? Dạ. Rồi cất giữ cái đầu mốt cẩn thận nha, đừng cho mấy đứa nhỏ cầm chơi nha. Tí em đi nhúng nước. Rồi nó đem nó đập luôn á. Đem nhúng nước hả? Ừ nhúng đi. Nhúng rồi khỏi xài. Thích ra chiều à. Nấu ăn xong chưa chị? Chưa, canh nè nè. Vậy hả? Dạ. Đâu cho em xem thử nào. Nấu ngon không nè? Ôi ngon quá trời ngon luôn rồi. Chút xíu nữa chiều cho xin bữa cơm được không? Dạ được. Được không? Được. Vui không? Dạ vui. Nhà mình còn dầu ăn mắm muối gì không? Ở đây em thấy có chai nước mắm nè. Mắm người ta cập gì đó cũng chai đây. À dầu ăn có luôn kìa. Chai đi chai. Dạ. Anh chồng cũng sắp đi làm về đúng không? Dạ sắp về rồi. Dạ dạ. Nấu canh xong đi, ra ngoài này em xin cô chú là hỗ trợ cho gia đình mình một ít lương thực thực phẩm nữa ha. Tiếp sức cho gia đình mình. Hôm nay chị vui không? Dạ, chị vui. Trước giờ có ai lên trên này thăm gia đình mình lần nào chưa? Dạ, chưa. Chưa hả? Dạ. Thiệt không? Chưa. Anh xạo. Hôm nay em có duyên biết được cái hoàn cảnh của gia đình mình. Em thấy gia đình mình ở trên này cuộc sống rất là khó khăn. Thì em xin cô chú anh chị Mạnh Thường Quân giúp đỡ và tiếp sức cho gia đình mình. Để gia đình mình đỡ khổ một phần nào đó trong cuộc sống nha. Dạ. Mẹ thì bé con em run ngoài kia đúng không? Dạ. Bé nó khóc quá cả nhà. Khát sữa.
Cô chú tặng cho gia đình em một bao gạo 10 kg. Anh để ngay chỗ đó nha. Dạ. Rồi cô chú tặng cho gia đình mình là 2 thùng mì tôm. Ở trong đó là 60 gói ha. Dạ. Cô chú tặng một sắp bánh tráng nè, để dành nhúng nước chấm xì dầu ăn ha. Dạ. Ở đây là 2 kg đường cát nè. Đó. Rồi cô chú tặng hai bọc trà bông luôn. Biết cái này không? Biết sơ sơ. Biết sơ sơ hả? Dạ. Ăn lần nào chưa? Chưa. Ôi ôi sao ập mặt xuống rồi. Không sao, mày có cái niệm. Mày chạy. Lời rồi không sao, cho bánh con trai nè. Bánh nè. Cho bánh. Tặng bánh cho mấy đứa nhỏ. Nãy giờ quên đi chứ. Đây, cho con bánh nha. Rồi cho bánh này nữa, cho mấy đứa nhỏ nha. Sao em trai không dám nhìn mặt anh đó, anh trai? Hả? Rồi cô chú tặng 2 chai dầu ăn ha. Đó. Một lon sữa. Có một chị giấu tên ở dưới miền Tây tặng bàn chải đánh răng với lại kem răng ha. Rồi cô chú tặng một bọc ngũ cốc dinh dưỡng ha. Dạ. Để mình pha nước sôi mình uống. Ở đây là có một cái ca xúc xích 50 cây ha. Ở trong cái ca này nó có một cái gối chống ẩm. Lấy cái gối chống ẩm vứt đi nha. Dạ. Mình dục đi. Chứ để mấy đứa nhỏ nó không biết nó cầm nó chơi, nó liếm vô miệng, nguy hại đến tính bạn nha. Dạ. Nhớ chưa? Nhớ rồi. Nhớ giùm anh cá nha. Nhớ rồi. Rồi cô chú tặng xà bông giặt đồ với lại xà bông gội đầu nè. 2 gói bột ngọt luôn. 1 chai nước rửa chén. 2 chai xì dầu. Anh phá anh ngồi anh cười. 2 chai nước mắm. Biết nãy gì không? Không biết. Hủ trao. Chưa ăn bao giờ đúng không hả? Chưa. Chưa hả? Chưa. Cái đó là dạng mắm nha. Không cần nấu gì hết trơn hả? Dạ. Cái đó mình bỏ thêm miếng đường cho nó đỡ mặn rồi mình ăn cơm thôi. Dạ. Dạ dạ mà có nhớ không? Nhớ. Rồi cô chú tặng 2 bịch trà ha. Đây là cá hộp cá lon nè, biết cái này không? Biết. Biết hả? Ăn rồi đúng không? Biết cách khui đúng không? Biết. Rồi ok. Đây một lóc nữa. Hết hạt giống rồi đó nha. Bắp chưa có kịp mua. Còn 2 bọc cuối cùng. À, cô chú tặng hạt giống mướp với lại bầu nha. Dạ. Để mình trồng nha. Trồng để mình có cái mình nấu canh mình ăn cơm. Rồi cô chú tặng 2 chai dầu gió nó đây. Hỗ trợ mền mùng luôn. Đó. Bà Sáu bán cơm Long Hải ở bên Mỹ tặng cho gia đình mình là 2 kg cá khô cơm biển. Đó, thích cái này lắm đúng không? 4 kg còn lại thì Bắp sẽ cộng tiền vô cái số quà cô chú anh chị mà Thường Quân yêu thương hỗ trợ cho gia đình nữa cả nhà. Đây cô chú nhà hảo tâm là tặng 2 kg nữa là 4 kg. Lên như nằm im mà lên như nằm im. Rồi cô chú tặng 2 kg nữa là 6 kg cá luôn, ăn đã luôn. Vui không? Vui. Vui không anh chàng đẹp trai? Tiếp theo là cô chú tặng vật dụng ha. Tặng cho gia đình mình là 4 cái can nước 10 lít để mình đi lấy nước. 1 cái ấm nước nè. Đó.
Hai cái nồi lớn luôn đó nha. Bắp mua cái nồi nhỏ mà họ hết rồi. Mua hai cái nồi lớn luôn. Đó. Để dành nấu canh ăn, nấu cơm nha. Đây một cái nữa là hai cái ha. Ở đây là một bó đũa nè. Một cái lược nè. Đó, thấy cô chú tặng đầy đủ không? Hai cái miếng trà xôn nồi nè. Đó. Miếng rửa chén nè. Cái này gì ta? Không biết hả? Cái đó để nhắc cái xôn á, khỏi bị nóng nha. Dạ. Chứ không phải cái bao tay đâu. Hai cái ly nè. Đó. Một cây dao có tên là đồ long đao. Năm cái chén. Năm cái muỗng. Một cái giá múc canh. Ôi ôi, hôm nay bắp quên mua cái giá bới cơm cả nhà. Thôi có cái gì mình dùng cái đó hả? Dạ. Một cái thố nè. Một cái thau với lại một cái rổ nè. Ha. Rồi hết quà rồi. Hôm nay gia đình mình thấy quà nhiều không? Nhiều. Thấy cô chú anh chị nhà hảo tâm tuyệt vời không? Tuyệt vời. Tuyệt vời hả? Dạ. Là lần đầu tiên nhận quà nhiều thế này luôn. Dễ hả? Dạ. Vui không? Vui. Món quà đặc biệt tiếp theo của chú anh chị Mạnh Thường Quân dành tặng cho gia đình mình, đó là một số tiền mặt. Cũng kha khá, nói chung cũng lớn á. Dạ. Để gia đình mình có một ít tiền trang trải trong cái cuộc sống. Ha. Dạ. Anh thấy hai vợ chồng em cũng còn rất là trẻ. Thì dạ. Mình cố gắng phấn đấu mình vươn lên ha. Dạ. Mình còn sức lao động mà ha. Dạ. Ừ. Cố gắng lên nha. Hai đứa nha. Trước khi anh gửi cái món quà yêu thương của tất cả ông bà cô chú anh chị Mạnh Thường Quân thì anh xin phép đọc tên cô chú cho gia đình em biết cái tên của cô chú anh chị Mạnh Thường Quân, những người mà đã yêu thương giúp đỡ gia đình mình ha. Dạ. Con xin phép đọc tên cô chú anh chị Mạnh Thường Quân, bác Tư Hồ Hải ở Mỹ 200.000, cô Mai Nguyễn ở Ga Lành bên Mỹ 100.000. Chú Phan Đông Khánh ở Mỹ 200.000, cô chú giấu tên ở Boston bên Mỹ 200.000. Các chị nhóm Hawaii ở bên Mỹ 200.000, chị Yến ở Sài Gòn 100.000, cô Mai Trang ở Cali bên Mỹ 200.000, cô chú Hoàng Long ở Houston bên Mỹ 100.000. Anh Jem Rally ở bên Mỹ 200.000, chị Kiều Nguyễn ở Đồng Nai 200.000, chú Hạnh ở San Diego bên Mỹ 200.000. Cô Hai quận 4 100.000. Anh chị Kenny Nguyễn ở Florida bên Mỹ 200.000. Bà Phương ở quận 4 100.000. Bà Ba Quỳnh cô Mai Trần ở Sóc Trăng 100.000. Cô giấu tên ở quận 12 100.000. Cô Lý ở Gia Lai 100.000. Anh Mỹ cô Hiến ở Cali 200.000. Cô Ngọc Trần ở Virginia bên Mỹ 200.000. Bé Kiều Tiên ở Hàn Quốc 100.000. Chú Cường ở quận 7 100.000. Cô Hạnh ở Sydney bên Úc 200.000. Anh Long chị Nga ở Mỹ 100.000. Em xin thưa là cái quỹ của anh chị đã hết rồi thưa anh chị. Cô Bạch Xuân ở Mỹ 100.000. Anh Lộc chị Liễu, em Linda, em Donna ở Mỹ 100.000. Anh Bảy ở Nha Trang 100.000. Cô Chi ở Minnesota bên Mỹ 100.000. Cô Maria ở Vũng Tàu 100.000. Chị Trúc Mai ở Na Uy 100.000. Cô Thuận quận 2 100.000, chị Kim Liên ở Mỹ 200.000, cô Ba ở Mỹ 200.000, phụ Tùng Tâm Hoàng Yến ở Long Thành Đồng Nai 200.000, cô Khương ở Đan Mạch 100.000, cô chú Nam Trung ở Đất Cuốc Tân Nguyên Bình Dương 200.000, anh chị Vinh So ở Úc 200.000, dì Ba ở Tây Úc 200.000, chị Xuyến Bương ở Mỹ 100.000, chị Lợi Lơi ở Mỹ 100.000, chị Trân ở Mỹ 100.000, cô Elizabeth Huỳnh ở Mỹ 100.000. Con xin thưa là cái quỹ của cô đã hết rồi thưa cô. Cô Trinh Nguyễn ở Cali 200.000, anh Trần Thành Tâm ở Tân Kỳ Tân Quý 100.000. Em xin thưa là cái quỹ của anh đã hết rồi thưa anh. Dì Ái Khanh, cô Hoa Dương ở Minnesota bên Mỹ 100.000.
Anh Tài ở Sydney bên Úc 200.000, cô Lan Phương, cô Lý Lan, cháu Khánh Băng ở Bình Dương 100.000, cô Dung, cô Phương, cô Tiết ở Úc 100.000, vợ chồng cô Thu Nghĩa và Sơn ở Mỹ 100.000, chú Hùng ở Cali 200.000, anh Thiện ở Bến Tre 100.000, gia đình bà Viên Tâm 100.000, Mạnh Thường Quân giấu tên ở Bình Dương 100.000, chú Tài ở Canada 200.000, chú Thiện ở Dòng Chơm Bến Tre 100.000, chị Linh ở Washington bên Mỹ 200.000, cô chú Mẹ Tấn Vũ ở Texas bên Mỹ 200.000, chị Emily ở Cali 200.000, bà Ly ở Mỹ 200.000, chị Châu Phạm ở Mỹ 100.000, cô Minh Mỹ Nữ ở Canada 200.000, cô Phan Thanh Nhàn 100.000, ông bà Hương Giang ở Atlanta, Hoa Kỳ 200.000, chị Hằng ở Đài Loan, ông Ngô Văn Khải ở Gò Vấp, anh Du Vạn Phát ở Đài Loan 200.000, anh chị Vinh Lơi ở Cali bên Mỹ 200.000, anh Quốc Mỹ ở Tiền Giang 100.000, chú Quang ở Cali 200.000, chú Minh Cô Mùi ở Cali 200.000, chị Amen Hiền Nguyễn ở Florida bên Mỹ 200.000, em trai Brandon Trương ở Mỹ 200.000, chú Hai Dễ ở Tiền Giang 100.000. Cô xin thưa là cái quỹ của chú đã hết rồi thưa chú. Hai bác Huỳnh Long Chính ở Thụy Sĩ 200.000, chị Thư ở Nhà Bè thành phố Hồ Chí Minh 100.000, bà Nga ở Texas bên Mỹ 200.000, anh Trần Đông Triều, chị Nguyễn Thị Lan ở Texas bên Mỹ 200.000, cô Len ở Lancaster bên Mỹ 200.000, cô Theo ở Đà Nẵng 100.000, cô Hạnh Bùi ở Melbourne bên Úc 200.000, anh Hoàng ở Mỹ 200.000, chị Máy ở Tây Ninh 100.000, cô chú Sang Mai, ban nhạc Mai Khanh ở Philadelphia bên Mỹ 200.000, anh Hoan Hỷ 93 100.000, anh John ở Mỹ 200.000, chú Minh Cô Văn ở Cầu Mới 200.000, thím Sáu Quý ở Thới Long, Ô Môn, Florida bên Mỹ 100.000, cô Oanh Võ ở Mỹ 200.000, cô Minh Nguyệt ở Georgia bên Mỹ 200.000, gia đình Úc Tâm ở Melbourne bên Úc 200.000, chị Trang Nguyễn ở Mỹ 200.000, anh Lê Thượng Đỉnh ở Bà Rịa Vũng Tàu 100.000, cô Nga Sơn quận 2 Thủ Đức 100.000, cô Úc Mỹ ở Đồng Tháp 100.000, chị Đoàn Thị Hiếu ở Texas bên Mỹ 200.000, chú Phạm Đạm ở Mỹ 100.000, chị Thúy Diễm ở Đồng Tháp 100.000, chú Vương Trần ở Úc Châu 100.000, bác Minh Mẫn ở Mỹ 200.000, cô Tuyết Hoa ở quận 6 100.000, chị Thanh Tâm ở Long An 100.000, chị Khara ở Thủ Đức 100.000, cô Ngọc Tâm ở Úc 200.000, chị Huỳnh Thị Úc ở Thủ Đức 100.000, em xin thưa là cái quỹ của chị đã hết rồi thưa chị. Chị Huệ ở Cần Thơ 100.000, chị Hòa xuống ở quận 11 100.000. Tổng số tiền cô chú anh chị Mạnh Thường Quân yêu thương dành tặng cho gia đình em là 15.300.000. Anh mua những số quà kia hết tất cả là 2.700.000. Lấy 15.300.000 trừ cho 2.700.000, số tiền dư còn lại sẽ là 12.600.000. Bắp xin cô chú anh chị Mạnh Thường Quân là chia đôi cái số tiền này ra làm hai phần. Một phần á là dành tặng cho hai vợ chồng em, một phần là dành tặng cho hai vợ chồng mẹ của em. Dạ. Ok không? Ok. Để hai gia đình có cái số tiền nho nhỏ lo cho con ha. Hôm nay hai chồng vui không? Vui. Lấy 12.600.000 chia cho hai. Mỗi hộ sẽ có được số tiền là 6.300.000. Ha? Dạ. Hai vợ chồng em thì được số tiền 6.300.000, còn mẹ em á thì được số tiền 6.300.000 ha. Dạ. Ừ. Chị gái ơi, cô chú anh chị nhà hảo tâm là dành tặng cho hai vợ chồng của chị
với số tiền là 6.300.000. Còn hai vợ chồng con gái của chị cũng với số tiền là 6.300.000 nha. Ôi, bé nó khóc quá cả nhà. Rồi chị bé bé ru nó chị. Em đưa đủ số tiền cho con gái của chị, xíu nữa là hai mẹ con chia ra nha. Dạ. Bao nhiêu? 100. 100. Bây giờ đếm đủ 100 tờ là 10 triệu ha. Dạ. Một tờ ha. Dạ. 2 tờ. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100 là 10 triệu ha. Dạ. 12.600.000. Bây giờ tiếp tục đếm tờ 50 nha. 52 tờ là 2.600.000. Đếm đủ 52 tờ nha. Dạ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52. 52 tờ, 2.600.000 nữa. Tất cả là 12.600.000. Dạ. Cái số tiền này chia đôi ra nha. Dạ. Hai vợ chồng nhớ là mua tôn về lợp cái căn chòi của mình lại. Nói mẹ cũng vậy nha. Dạ. Lợp hai căn chòi lại để chuẩn bị vô cái tháng mưa là có cái mà chia nắng chia mưa nha. Dạ. Hứa không? Hứa. Rồi vài bữa anh lên anh xem mình như thế nào nha. Dạ. Con cảm ơn ông bà cô chú đã tặng số quà này cho con. Con cảm ơn cô chú rất nhiều. Cô chú sức khỏe và hạnh phúc. Con cảm ơn cô chú rất nhiều. Rồi bây giờ anh về luôn nha. Lần sau có dịp có duyên thì anh sẽ quay trở lại ghé thăm gia đình mình sau nha. Dạ. Hả? Dạ. Rồi. Một lần nữa Bắp cũng xin thay mặt gia đình con tay cúi đầu cảm ơn tất cả quý bà cô chú anh chị Mạnh Thường Quân đã dang rộng vòng tay mở lòng nhân ái giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.
Con không biết nói gì hơn, chỉ biết cầu chúc cho cô chú và gia đình thật là nhiều sức khỏe và vạn sự bình an. Và cũng không quên cảm ơn tất cả quý khán giả trong suốt thời gian qua đã luôn theo dõi và đồng hành những tập video của Bắp nha. Chúc cả nhà mình thật là nhiều sức khỏe. Cả nhà đừng quên bấm cho Bắp một like, một đăng ký, ủng hộ tinh thần cho Bắp nha cả nhà mình. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn cô chú anh chị ở những tập video tiếp theo. Bye bye. Anh bye bye gia đình mình, anh về bye.